Chào các bạn nha, mới đi khu quốc chợ Dương Đông về rồi, mới chiều tối rồi. Ăn con sò dẻo nè, con sò dẻo phải không? Sò dẻo nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành nè, trời ơi. Mỡ hành đậu phộng đó. Ngon ơi là ngon. Có muỗng không? Có muỗng múc không? Thôi, bóp tay cho nó ngon. Sò dẻo, chả dẻo. Ngon quá. Cái muỗng múc cho dễ thôi, cái muỗng nhỏ không? Thôi. Nó múc sạch sẽ. Ngon. Đúng rồi. Ngon quá các bạn ơi. Cái này ở nhà làm rẻ chứ không? Ngon. Đi chợ mua 2kg về, hai chồng ăn. 2kg về. Ngon quá. Rồi ăn đi con, nướng cân, ăn đi con. Mỡ hành, đậu, hồng rang. Xò dẻo. Xò dẻo. Ngon, còn nhiều cũng ngon. Hả? Ngon hơn nhiều hả? Ngon. Sao cái mình ăn môn sụn rồi á. Ăn từ từ mình thưởng thức hàng sản nó ngọt quá ngọt. Ngon quá trời ngon. Trời ơi nó ngon. Ngon mảnh dài. Ngon con nghêu vậy nè. Vậy hả? Ngon con nghêu nè. Ngon bằng hơn con sò quạt. Vậy hả? Sò quạt mình chưa ăn mà. Con sò gì? Con sò lông. Con sò lông hả? Sò lông có hổng mình ăn ở ở gì hả? Ở chỗ chật vẹn. Cái này con này ngon. Con này nướng ngon. Cái muỗng hả? Cái muỗng nhỏ đồng muỗng. Khỏi ăn gì nữa, cho nó nó tự nhiên đi. Ngon không? Ngon. Cái muỗng múc đã sạch. Khỏi ăn bóc đi. Cái Ấn Độ nó ăn bóc đi. Tối nay hai chồng ăn 2kg. Ăn chả cơm ăn vậy thôi à, chứ không ăn cơm. Ăn vậy thôi đó. Không ăn cơm gì hết trơn. Tại vì ăn cơm thì sợ nó lên được. Nhưng mà ăn phải không? Cơm tại mình không thích. Tinh bột hả? Cơm tinh bột hả? Không mập. À, ăn này nó không có tinh bột, không mập. Ngon quá. Rồi ăn đi con. Rồi, ok, trời. Con còn nó no rồi. Bye bye. Rồi, con chào các bạn nha. Ngày 13 tới tháng 5. 13 tới tháng 5. Con sò gì? Con sò gì? Sò dẻo, sò dẻo. Tại nó bị dẻo bên bên. Nó có ngay thẳng. Ngon quá. Nó thật nó ngọt, nó dai. Mà không có cá. Tại giờ ngâm nước muối á. Ngâm nước muối giống như nước biển vậy cho nhả cát ra. Rồi thôi, ba các bạn cho con ăn. Ngon quá.